Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục đi đào mấy cây mắc cỡ về mình trồng nha các bạn. Mình ra khu này thì gặp được mấy cây mắc cỡ lớn lớn các bạn. Để mình quay sơ sơ các bạn xem ha. Góc này nó cũng bằng ngón tay mình đó các bạn. Mấy cây mắc cỡ thì mấy cái bụi nó mọc thưa thưa các bạn. Thì gốc nó lớn chứ mà nó nguyên một đám nhiều thì gốc nó không có được lớn các bạn. Mấy gốc này thì mình đi đảo qua vòng xem thử nha các bạn. Mấy gốc nằm ở thưa ngoài trống vậy đó mà gốc nó lớn các bạn. Đây có gốc nữa các bạn. Cái khu này là khu người ta đổ mặt bằng các bạn. Đổ sờ bằng tùm lum hết nè. Nó có cái cốc này cũng lớn nè các bạn. Để mình đảo qua vòng xong chút mình bứng về gốc nha các bạn, bứng lớn ha. Gốc này cũng bằng ngón tay các bạn. Thấy sỏi đá không chắc đào phê luôn các bạn ơi. Bây giờ mình đào mấy gốc các bạn. Giờ mình trồng ha. Thì đào cái mắc cỡ này các bạn đi nhớ đem cái bao tay các bạn với dây buộc đồ ha. Đây mình có dây rút các bạn. Khi mình cắt bớt mấy cái tàn của nó các bạn rồi mình lấy dây mình buộc lại trước ha. Xong mình mới đào nha các bạn. Mấy gai mắc cỡ này nó gai từ trong thân luôn các bạn. Gai nhiều lắm. Bây giờ đi đào cây về mà mình trồng nó cũng cực các bạn ha. Qua nhiều giai đoạn mới có cái cây mình chơi các bạn ơi. Để mình đi đào ở ngoài vậy thì mình đem theo cái bịch nha các bạn. Cái bịch chứ hoặc là xô nước vậy các bạn. Đó, khi mình đào lên được xong rồi mình bỏ nó vô cái bịch đó các bạn. Rồi mình tưới cho nó miếng nước xong cái mình buộc kín cái bịch lại ha. Để cho nó đừng có mất nước các bạn. Đó, về mình trồng cho nó dễ sống các bạn ha. Như gốc cỡ này là mình về là trồng ở sống các bạn. Đất cứng quá mình cũng không có lấy bầu đất được đâu các bạn. Mình lấy cọc rễ thôi ha. Như cái cây này thì cái rễ nó lòi lên trên luôn các bạn. Nằm ở ngay chỗ cái mương mà nước nó xói các bạn. Mình chút để mình nhổ lên thôi các bạn. Nói chung thì mấy cái gai mắc cỡ này cũng dễ sống các bạn. Đợt trước mình cũng có đào mấy cây về mình trồng mình uống các bạn. Mình cũng có chia sẻ với các bạn thì nó cũng sống, tỷ lệ sống nó cao ha. Nghĩa như cái cây này nó mọc ở trên mình chỉ nhổ thôi các bạn. Cây này khỏe hơn cái cây vừa rồi các bạn. Này mình đi cũng lúc trưa nắng các bạn mà đào thì gặp mấy cái đá sỏi này thì mình không có đào được nhiều các bạn, được mấy gốc thôi. Đó, như gốc này có bộ rễ cũng đẹp đó các bạn. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình đi đào được cây mắc cỡ cũng lớn các bạn. Cái gốc cũng lớn các bạn, lớn bằng ngón tay mình luôn ha. Rễ nhiều các bạn. Ngày nay mình trồng nó vô cái chậu đen các bạn. Trồng cho nó sống rồi cái mình sang chậu các bạn ha. Này để mình cắt bớt cái bộ tàn đó các bạn. Bộ tàn lớn quá. Thì mình cắt bớt bộ tàn mình trồng cho nó đứng vậy luôn các bạn. Mốt cho cái rễ này nó nổi lên trên luôn ha. Như là rễ nơm vậy các bạn.
Rồi sau khi mình cắt nó các bạn. Đó. Mình trồng đứng lên vậy cho nó cái tàn nó bay bay ra nha các bạn. Làm như cái tàn dù luôn ha. Thì cái chất trồng thì mình cũng có chia sẻ với các bạn rồi ha. Mình trộn chỉ cát với cám dừa các bạn. Khoảng 7 phần cát, 3 phần cám dừa ha. Giai đoạn này mình chỉ trồng giữ ẩm cho nó sống thôi các bạn. Đó, mốt nào mà nó sống khỏe là mình bón phân sau ha. Trồng xong rồi mình tưới nước đẫm một lượt, mình để mát nha các bạn. Thì cây mình trồng sau 10 ngày các bạn. Nay mấy cái tược là nó lên đều hết các bạn. Cây sống khỏe ha. Đó. Đó. Với tỷ lệ là 7 phần cát, 3 phần xơ dừa nha các bạn. Rồi các bạn nào mà xem clip mình thì cũng tự tin trồng những cây phôi sống tỷ lệ cao nha các bạn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo ạ.